Em ăn đi. Anh ăn không? Em cho miếng nè. Em ăn đi. Bánh kem ở đâu vậy? Em làm bài tốt được 100 điểm nên chị thưởng cho em đó. À, bạn ở đây hả? Phải ăn một miếng cho thiệt đã. Gì đây? Bánh kem của ai vậy? Cái này là chị mình cho. Nó mình một... Bánh của mình. Harry làm gì vậy? Bánh kem ngon ghê. Em đừng khóc, để chị mua cái khác cho. Nè Harry, tại sao em lại giật bánh của Sine? Bất cứ cái gì trong nhà này là của em hết. Em là bà chủ mà. Cái gì là của em? Đúng là đồ khó ưa mà. À, mẹ ơi, anh sắp đánh con nè mẹ ơi. Mẹ ơi. Sine còn khóc không chị? Nó khóc chút xíu là nín thôi, không có gì đâu mà. Chị à, cho em xin lỗi nha. Để em ra ngoài mua cái khác cho Sine. À, không cần phải làm vậy đâu, không phải lỗi của cậu. À, con Harry đúng là hết thuốc chữa. Chị yên tâm đi, em phải trị cho nó, bỏ tật đó mới được. Ơ, bạn bỏ chi nhiều quá nhờ, sao nó chịu nổi? Phải nhiều vậy thì nó mới chữa. Gì vậy hả? Đi mau lên. Ba chờ con chút. Sine à, em muốn ăn món này chứ? Cho em sao? Em cứ ăn thử miếng đi, anh làm cho em đó. Gì đó? Không được ăn, không được ăn. Này là của em. Chuyện gì vậy? Đi vậy? Đã nói rồi, cũng tại tính ham ăn của em hết đó. Đi ra ngoài. Để cho em chừa. Cái tật hay giành đồ ăn của người khác ha. Đừng có ở đó giả bộ chuột khóc mèo nữa. Không cần phải nói nhiều, tất cả mọi thứ ở trong nhà quan đều là của quan. Đúng là cái tật lớn hơn cái tuổi. Như vậy nghĩa là sau này em vẫn tiếp tục giành ăn với Sine hả? Đương nhiên là vậy. Tất cả là của quan. Của quan. Lại làm vậy nữa sao? Chị thấy cũng tội nghiệp. Không sao đâu mà. Sine à, ăn gà nướng đi. Gà của em à. Gà đuối nữa hả? Đuối quá. Anh đã nói rồi, đừng giành ăn của người khác nữa. Gà đuối. Nó mới bị lừa xong, làm cùng một kiểu sao nó tin được. Bạn cứ chờ coi. Sine à, pizza ngon lắm nè. Pizza hả? Sine à, ăn há cạo đi. Há cạo ngon lắm nè. Há cạo của em à. Đừng có nói, đã đuối nữa nha. Anh có làm cho em ăn đâu, Sine ăn đi. Là của em. Sao đã đuối vậy? Sine à, ăn bánh kem đi. Bánh kem ngon quá trời luôn. Bánh kem của tao. Cái bánh kem đó mày vừa lấy ở đâu hả? Ờ thì anh Jun Hất vừa nói là cho mình ăn mà. Gì? Mày đừng có mơ. Lại là cá đuối nữa chứ gì? Không biết. Chắc chắn là có cá đuối. À, ngay từ đầu rồi mà. Cá đuối rõ ràng nè. Chỉ ngửi mùi thôi là em cũng biết rồi. Ê, thiệt là. Em hay quá vậy. Ăn cá đuối mà không ói hả? Tại sao phải ói? Cái gì em cũng ăn được hết. Lạ quá, ai mặn hết hộp cá này vậy ta? Sao tự nhiên có mùi gì khó chịu quá? Đâu có, mùi này không hề khó chịu chút nào. Món này ở đây ngon ha. Chú ơi, mấy chú đang ăn cá đuối hả? 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 Cháu cũng ghiền món này lắm á. Sao? Cháu biết ăn cá đuối hả? Cháu ăn được hả? Dạ. Vô đây, vô đây. Nè.
không ngờ con bé lại ăn được món cá đuối này chứ. Hết sẽ con bà bảy. Cho chút nữa được chứ. Ngồi đi. Chắc cứ tự nhiên. Đó. Lúc đầu định dùng cách này để trị tật tham ăn của Harry, không ngờ vô tình giúp nó ghiền ăn món cá đuối, bó tay luôn.